Giám đốc Linh, em uống rượu phải không? Tại sao lại làm cho anh say đến như thế? Anh quyết định sẽ mời em một bữa cơm căng tin để chúc mừng. Ok. Vậy mà tôi còn tưởng anh mời tôi đi ăn sơn hào hải vị gì chứ. Quan trọng không phải em ăn gì, quan trọng em ngồi với anh. Ngồi với anh chính là cực phẩm. Chị Tuệ Lâm, anh Minh. Hai người có muốn đi ăn cùng chúng tôi không? Hai người này không quen ăn cơm căng tin đâu em ạ. Chào. Hai người đi ăn đi, tôi còn chút việc phải làm. Em lên phòng làm việc trước. Thế chắc là ông cũng chưa đói đâu nhỉ. Ok, vậy là chỉ có anh với em thôi. Mình đi. Tôi đói rồi. Đi ăn thôi. Sao đấy? Em mệt à? À, em hơi bị đau đầu một chút. Đau đầu á? Em bị đau cả đầu hay đau một bên? Đau bên trái hay đau bên phải? Mà mắt em bị làm sao đấy? Đau muốn lòi cả mắt rồi đấy này. Lòi mắt á? Anh không biết triệu chứng này, phải search Google ngay. Ơ, này, anh bảo lòi mắt là khiến cho đôi mắt dường như trông rất bất bình thường. Không chỉ vậy, đôi mắt còn lồi làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Không ăn à? Có. Tổng giám đốc, dùng xong rồi chứ? Vẫn đang ăn đây. Ăn nhanh nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi dùng tôi đi. Ông bị làm kỳ đà cắn mũi mà tôi hẹn hò đến bao giờ nữa. Em dùng thêm nước hoa quả nhé. Anh hiểu rồi, muốn nước cam. Anh cứ bận rộn việc của mình đi. Ông Tổng để em tiếp cho. Hoa hậu thanh lịch của chúng tôi đây rồi. Tại sao lại có một người vừa đẹp vừa thanh lịch như em? Ông trời sinh ra em để bù đắp tất cả khiếm khuyết của người đàn ông bên cạnh đấy.